Đây các bạn ơi, đây là bộ hồ suối thác của mình cũng đã làm cho khách rồi nè. Đây, khách đã đặt mình bộ hồ suối thác này mà khách chỉ thích loại cây giả thủy sinh thôi, vì thứ nhất là giá thành rẻ, thứ hai là không có thời gian chăm sóc. Đây là suối thác cũng tự mình làm thôi các bạn, nghiên cứu và làm đến khi thành công mà thôi. Bây giờ khi đã làm thành công rồi thì mình cũng có để phần link làm suối thác bên dưới, các bạn hãy vào xem và tham khảo nha. Sau khi xem những phần link làm suối thác bên dưới của mình đã để đó, và các bạn cũng có thể tự làm được ở nhà rồi. Mình cũng chúc các bạn luôn thành công nha các bạn. Và đừng quên hãy nhớ đăng ký và like cho mình nha, nếu thấy video mình tạo ra có hữu ích.